Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin trình bày với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Diễn văn tại cuộc meeting chào mừng của nhân dân Surabaya, Indonesia. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 12, trang thứ 110. Toàn văn của tác phẩm như sau. Hôm nay, chúng tôi rất sung sướng được tới Surabaya, một nơi có truyền thống cách mạng lâu đời. Surabaya lại là quê hương của Tổng thống Sukarno, người lãnh tụ kính mến của nhân dân Indonesia, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam. Thay mặt chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nhân dân Việt Nam, tôi gửi tới nhân dân Surabaya anh dũng lời chào mừng nhiệt liệt. Trong cuộc đấu tranh thần thánh của nhân dân Indonesia chống thực dân và giành độc lập, nhân dân Surabaya đã có những chiến công oanh liệt. Ngày 10 tháng 11 năm 1945 là một ngày anh hùng của nhân dân Surabaya và của cả dân tộc Indonesia. Ngày nay, ở trung tâm quan trọng này về công nghiệp, thương nghiệp và văn hóa, các bạn công nhân, nông dân, thanh niên, trí thức đang cùng toàn thể nhân dân ra sức cần cù lao động xây dựng đất nước hùng mạnh, xây dựng đất nước giàu mạnh. Với truyền thống tốt đẹp của mình, chắc chắn các bạn sẽ thu được những thành tích ngày càng to lớn. Anh chị em thân mến, nhân dân hai nước chúng ta đã cùng nhau gắn bó trong cuộc đấu tranh cách mạng của các dân tộc phương Đông chống chủ nghĩa thực dân đế quốc. Bọn thực dân không thể nào chinh phục được nhân dân hai nước chúng ta. Ông cha chúng ta với ý chí quật cường và lòng nồng nàn yêu nước đã liên tiếp vùng dậy, luôn luôn nêu cao ngọn cờ độc lập tự do. Sau đại chiến thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc đã cuồn cuộn dâng lên. Nhân dân nhiều nước Á Phi đã đập tan xiềng xích thực dân đế quốc. Ngày 17 tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của vị lãnh tụ kính mến Sukarno, Indonesia đã tuyên bố độc lập. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, toàn thể nhân dân Việt Nam chúng tôi đã võ trang tổng khởi nghĩa giành được chính quyền. Cách mạng tháng 8 Indonesia và cách mạng tháng 8 Việt Nam đồng thời thắng lợi. Nguyện vọng độc lập tha thiết của nhân dân hai nước chúng ta đã được thực hiện. Cùng một thời gian, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nước Cộng hòa Indonesia ra đời. Nhưng bọn thực dân tham lam và ngoan cố hòng trở lại cướp nước chúng ta một lần nữa. Vì độc lập, vì tự do, nhân dân hai nước chúng ta đã nhất tề đứng lên kháng chiến cứu nước. Bọn thực dân đã rất hung tàn và thâm độc. Chúng có vũ khí tối tân, lại được bọn đế quốc khác giúp đỡ. Trong bước đầu kháng chiến, chúng ta chỉ có gậy gộc, giáo mát, vũ khí thô sơ. Nhưng với lòng yêu nước, với sức đoàn kết và ý chí kiên quyết hy sinh, vì dân tộc, vì tổ quốc, nhân dân Việt Nam, cũng như nhân dân Indonesia, đã vượt mọi khó khăn, gian khổ và đã giành được thắng lợi vẻ vang. Nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Indonesia đã thắng lợi vì chúng ta đã đoàn kết toàn dân. Chúng ta đã thắng lợi vì chúng ta có chính nghĩa và được nhân dân Á Phi và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới đồng tình và ủng hộ. Cuộc kháng chiến của Việt Nam và cuộc kháng chiến của Indonesia cũng như hai quân đội trên một mặt trận giải phóng của các dân tộc Á Đông. Vì vậy, nhân dân Việt Nam và nhân dân Indonesia đã luôn luôn khuyến khích và ủng hộ lẫn nhau. Chúng tôi luôn luôn nhớ rằng hội nghị năm nước họp ở Colombo năm 1954 có Indonesia tham dự đã có tác dụng lớn trong việc lập lại hòa bình ở Đông Dương. Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi xin chân thành cảm tạ chính phủ và nhân dân Indonesia anh em. Nhưng bọn thực dân vẫn không từ bỏ âm mưu xâm lược. Chúng cố bám lấy những quyền lợi bất chính, bất nghĩa. Miền Tây Irian, một phần lớn đất nước của các bạn còn chưa được giải phóng. Miền Nam Việt Nam chúng tôi
còn dưới ách thống trị của đế quốc và bọn tay sai. Bọn đế quốc thực dân đang tăng cường đàn áp khủng bố, tiến hành âm mưu biến Tây Irian và miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của chúng để chuẩn bị một cuộc chiến tranh mới. Nhân dân Việt Nam rất khâm phục cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Tây Irian. Chúng tôi tin chắc rằng cuộc đấu tranh của các bạn cũng như cuộc đấu tranh của chúng tôi để thống nhất tổ quốc chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Hiện nay, bọn đế quốc đang cố sức gây ra tinh thần căng thẳng trong khu vực Đông Nam Á. Chúng câu kết với nhau trong khối Đông Nam Á để can thiệp vào nội trị các nước, tiến hành những hoạt động lật đổ, chia rẽ các dân tộc nhằm lập nên những chế độ độc tài làm tay sai cho chúng. Hành động điên cuồng đó của bọn đế quốc đang đe dọa nền độc lập và nền hòa bình của nhân dân các nước Đông Nam Á. Nhân dân Việt Nam, nhân dân Indonesia cùng với nhân dân Á Phi kịch liệt phản đối khối quân sự xâm lược Đông Nam Á và kiên quyết chống lại mọi âm mưu thâm độc của đế quốc thực dân. Thời kỳ đế quốc thực dân làm mưa làm gió ở Á Phi đã qua rồi. Như Tổng thống Sukarno đã nói, chủ nghĩa thực dân xuất hiện bất cứ ở đâu, lúc nào và dưới hình thức nào. Nó là một tai họa mà chúng ta phải diệt trừ khỏi trái đất này. Từ hội nghị lịch sử Băng Đung, phong trào chống chủ nghĩa thực dân đã tiến mạnh mẽ. Nhiều nước Á Phi đã trở thành những nước độc lập, có chủ quyền. Nhân dân châu Mỹ Latin cũng đương vùng dậy. Thời đại ngày nay là thời đại chủ nghĩa thực dân tan rã và phong trào độc lập dân tộc nhất định thắng lợi.